Chơi Bitcoin thu được mấy triệu đô? Chuyện này mới đấy. Số tiền ông đầu tư vào Bitcoin là bao nhiêu? Thời điểm rút tiền để đầu tư là có ở trong bên ngân hàng. Anh có thể xác minh bên đó. Chúng tôi sẽ xác minh. Vậy thì số tiền ông kiếm được nhờ Bitcoin có được trước hay sau thời điểm quý đi chữa bệnh? Sau anh ạ. Cái thời cháu nó đi chữa bệnh khó khăn vất vả lắm. Có tiền đâu. Tôi phải đặt cái sổ nhà ở bây giờ để vay ngân hàng. Nếu mà cháu nó không đi thì cháu nó chết. Vậy số tiền trước đó mà ông nợ ngân hàng chắc là do ông trả? Không. Là do cháu nó trả. Ơn giời cháu nó đỡ. Thế rồi có công ăn việc làm, thu nhập ổn định. Cháu nó biết tiết kiệm, nó gửi tiền về cho bố giả nợ. Thế còn cái khoản thu từ Bitcoin, tôi có dám nói với cháu đâu. Bởi vì cái vị trí công việc của tôi khá nhạy cảm. Có tiền mà cũng có dám nói với ai đâu. Sợ người ta nghĩ rằng là mình tham ô, nhận hối lộ, rồi thông đồng với buôn lậu. Cho nên là có tiền mà chả biết làm gì. Chỉ biết đem tiền về quê để mua đất. Mà có dám đứng tên mình đâu. Lại phải nhờ bà con thân thích họ hàng đứng tên hộ đấy thôi. Thế còn số tiền trong tài khoản của cô Quyên, ông giải thích sao? Nhắc cái này tôi buồn lắm, xót xa lắm. Bởi lẽ là đó là cái số tiền còn lại tôi giao cho cháu nó giữ hộ. Không ngờ vì nó mà cháu nó rơi vào cái con đường tệ nạn. Tôi ôm hận lắm, hối hận lắm. Qua việc khám xét nhà của đối tượng Thịnh, chúng tôi đã thu được dữ liệu chứng minh hành vi ông và cấp dưới nhận tiền hối lộ từ Thịnh ra. Tiền hối lộ và những bằng chứng mà họ nắm giữ có phải là cách đảm bảo để hàng nghìn chuyến hàng của Thịnh Gia và Thái Lai có thể thông quan chót lọt trong vòng mấy năm nay không? Không. Tôi nhận là tôi đã làm sai. Nhưng tôi dám khẳng định số tiền mà tôi có được không phải do 5, 7 hay là 10 triệu do Thịnh Gia cho tôi. Mà số tiền tôi có được là do Bitcoin mà có. Phó Bí thư Hà nhất định sẽ đưa việc này ra thường vụ. Nhất định phải có lỗi của người đứng đầu ủy ban như tôi. Nếu có cũng chỉ như cơn gió thoảng qua thôi anh ạ. Xét trên phương diện quản lý kinh tế mà nói, đây là hệ lụy tất yếu của phát triển kinh tế nóng. Đông Bình là tỉnh vùng biên, là lợi thế nhưng cũng là thách thức. Nhưng không thể vì sợ sai phạm mà đóng cửa không dám làm. Suy nghĩ của cậu chỉ phù hợp với làm ăn kinh tế thôi. Vâng, thưa anh. Em luôn đứng trên phương diện kinh tế để suy xét vấn đề. Suy cho cùng, phải có thực mới vực được đạo. Điều này thì cậu nói đúng. Xét cho cùng thì dân giàu, tỉnh mạnh, đất nước phồn vinh. Thế nhưng mà có thể Phó Bí thư Hà lại nghĩ khác. Tuy nhiên, nếu như cậu lên kế hoạch sớm đưa đường Hòa Đông giai đoạn 2 vào khởi công, tôi sẽ dễ nói chuyện hơn. Vâng, em sẽ cố gắng ạ. Mời vào. Bà có anh, có anh Hải, giám đốc công an tỉnh đến ạ. Mời anh ấy vào. Mời anh vào ạ. Ê, chào anh. Chào anh ạ. Giới thiệu với anh, đây là Đức, chủ tịch Thành Đông. Cùng Đông Bình cảm ơn. Chào cậu. Chào anh ạ. Thưa anh Phát vừa giao nhiệm vụ phải sớm khởi công đường Hòa Đông giai đoạn 2. Sẽ có nhiều vướng mắc, lúc đó mong anh giúp đỡ cho ạ. Chắc chắn rồi. Trả lời rất logic, diễn thì rất là sâu, chứng tỏ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi làm việc với chúng ta. Thái độ của ông ấy như vậy, rõ ràng là đã sẵn sàng chịu tội để giữ tiền. Giữ tiền ạ? Giữ tiền thì chắc là để dành sau này ra tù lấy tiền xây lăng anh ạ.
Dù động cơ của ông ta là gì thì cái giá phải trả quá đắt, khổ cả bản thân lẫn gia đình. Nhưng cứ yên tâm, làm đến cùng đi. Với những căn cứ mà chúng ta đang có, chắc chắn sẽ làm rõ được số tiền mà các đối tượng chia nhau. Cố gắng thu hồi càng nhiều càng tốt. Vâng ạ. Tôi yêu cầu các đồng chí phải xử lý thật nghiêm để làm gương cho những người khác. Bắt được rồi thì phải đăng báo ngay, để đối tượng phạm tội không có cơ hội chạy trọt xin xỏ gì hết. Vụ việc như thế này chắc chắn không chỉ từ một vị chi cục trưởng. Tôi e là có những sự tác động nhất định từ chỗ này, chỗ kia. Anh có thể nói rõ hơn được không? Chỗ này, chỗ kia là thế nào? Tạm thời, bên điều tra báo cáo lên một vài cái tên. Nhưng để đảm bảo cho công tác nghiệp vụ, xin phép anh, tôi phải giữ kín. Chỉ có thể nói là liên quan đến công tác nội vụ. Anh vừa nói là bảo mật, nhưng lại mở ra một chỉ dấu. Phải chăng là muốn nhờ tôi hỗ trợ? Vâng anh, trường hợp này tương đối nhạy cảm, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của anh ạ. Tôi sẵn sàng. Các anh cần gì cứ đề đạt. Phải gấp rút điều tra, xem kẻ nào đứng đằng sau giật dây, có sự móc ngoặc bắt tay nhau ở đây không. Phải phối hợp với bên viện kiểm sát, với tiêu chí không có vùng cấm. Tôi nhớ đồng chí trưởng phòng cảnh sát kinh tế Văn Bảo là người có đủ quyết liệt và kinh nghiệm trong những vụ án như thế này. Vâng anh, như là vụ bí thư huyện ủy Dương Lâm. Phải, phải. Đồng chí Bình, bí thư tỉnh ủy, rất khen cách xử lý của đồng chí Bàng trong vụ án đó. Anh Hải, theo tôi, vụ án này anh nên giao cho đồng chí Bàng. Sao không bật điện? Chào anh công an. Phúc tổ cho mày là không đi cùng thằng Trung ve. Tôi tưởng mày bị xích rồi cơ mà. Xích thế đếch nào được tao? Mấy bố tính hết rồi. Bố nào? Mày đi cùng ông Thịnh bao lâu mà không biết à? Chỗ tao mày chở tiền lên đấy á? Thì còn ai trồng khoai đất này nữa? Nhưng mà tao cũng đếch biết là ai. Biết làm gì cho mang vạ vào người. Mấy bố trên đấy là không thích những thằng biết nhiều đâu. Tao ở đây mấy hôm nhá. Tao thì không sợ. Nhưng mà mấy cái thằng điều tra, mày biết thằng Vũ không? Tao còn lạ gì cái thằng đấy. Hôm trước ấy, thằng Trung Ve còn bắt tao dọa mẹ với con người yêu nó cơ. Thịnh ra thì bị tóm hết rồi. Đằng nào chúng nó chả truy lùng tao. Nó phải thả tao nên cũng hơi cay cú, còn nhắc tao là không được đi đâu. Mày bị đưa vào tầm ngắm rồi đấy. Tao ở đây cũng hơi bất tiện. Nhưng mà thôi, cứ để tao ở đây qua đêm nay đã. Xong rồi tính gì thì tính. Bên TN thế nào rồi? Có chút lo lắng anh ạ. Mới thế mà đã dao động rồi. Thế thì làm ăn lâu dài thế nào được? Có thể là thấy đủ rồi nên muốn bẻ lái. Biết thế nào là đủ? Vậy nên
Em đã có ý nhắc nhở ông ta. Bảo với nó, không cẩn thận là lật thuyền trong mương đấy. Bây giờ đang là thời điểm phục hồi kinh tế sau dịch, ai mà chẳng có áp lực. Nhưng đây cũng chính là cơ hội. Anh Phát đang muốn hướng bên điều tra, tập trung vào khía cạnh thông quan, nhóm lợi ích. Cần phải kéo sự tập trung của họ vào khía cạnh này. Em biết phải làm gì rồi ạ. Tao định bán sới qua biên. Mày cứ để tao lo. Mày cứ chạy đi. Thịnh Gia phá sản rồi đấy. Mày định như nào? Không làm việc này thì làm việc khác. Nghĩ nhiều, việc nó cũng vào mình đâu. Tiền nhiều để làm gì? Như bố con Thịnh Gia, người vào tù, người đi bạt xứ. Anh em mình thoát ra được là tốt. Dây vào Bạch Tuộc, nó co vòi lại, hại anh em mình. Nghe vẻ Mạnh biết nhiều nhỉ? Ta cũng có muốn biết đâu. Mày cứ ngồi uống đi, lát tao về. Khi nào trường bình phục hẳn sẽ chuyển sang thụ lý vụ án khác. Cậu giúp tôi điều tra theo yêu cầu chỉ đạo của chủ tịch tỉnh. Căn cứ vào tài liệu trích xuất từ điện thoại di động của đối tượng Kiều cho thấy là có sự liên hệ, nhận lệnh từ cuộc gọi Viber của một anh tên là T nào đó. Cần sớm định danh được đối tượng này. Dạ vâng. Vào đi. Cậu định nói gì nữa đúng không? Em còn một số giả thiết, nhưng nhiều thứ vẫn còn đang mơ hồ. Em sẽ kiểm chứng rồi báo cáo với anh sau. Ừ, được rồi. Em xin phép.